chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày tốt lành. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Cơn bão Việt Á lan nhanh, hàng loạt cán bộ bị tha hóa quyền lực. Cơn bão Việt Á lan nhanh, hàng loạt cán bộ bị tha hóa quyền lực. Thưa quý vị, hàng loạt cán bộ từ trung ương đến địa phương bị cuốn đi sau những cơn bão mang tên Việt Á, chuyến bay giải cứu hay AIC. Nhiều người gọi đó là những phép thử đau đớn trong công tác cán bộ, bởi một khi không giữ mình, không kiểm soát được quyền lực, cán bộ sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy tiền quyền. Kiểm soát quyền lực vì thế trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh Đảng đang dốc toàn lực để đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra được xác nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơn cuồng phong mang tên, đại dịch COVID-19 cũng từ đó lan dần ra khắp cả nước, gây nhiều tác động nặng nề lên sự phát triển kinh tế xã hội và cả cuộc sống của người dân. Những thiệt hại về kinh tế do đại dịch COVID-19 đem lại chưa kịp khắc phục. Gần một năm sau, người dân cả nước thêm một lần bàng hoàng khi quả bom Việt Á bắt đầu khởi phát liên quan đến sai phạm của hàng loạt quan chức cán bộ ở khắp các bộ ngành địa phương. Niềm tin của nhân dân không khỏi lung lay khi trong bối cảnh đại dịch đầy khó khăn, nhiều cán bộ đảng viên vẫn bất chấp để trục lợi. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, và ông Phạm Duy Tiến, Giám đốc CDC Hải Dương, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 4 vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cùng hàng chục bị can liên quan tiếp tục bị khởi tố trong ngày cuối cùng của năm 2021, trong đó có Giám đốc CDC một số địa phương và một vụ trưởng của Bộ Y tế. Cơn bão Việt Á cũng lan nhanh như đại dịch COVID-19 khi kéo dài sang cả năm 2022 và lan ra khắp các tỉnh thành. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an sau đó đã ủy thác cho Công an các tỉnh, thành phố mở cuộc điều tra độc lập có tính chất tương tự xảy ra tại loạt địa phương. Với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, sau hơn một năm điều tra, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 100 bị can tại gần 30 địa phương đơn vị, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng. Từ phía Bộ Quốc phòng khi vào cuộc cũng phát hiện các sai phạm trong quá trình thực hiện đề tài cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới năm 2019 do Học viện Quân y thực hiện. Liên quan vụ án, nhiều đơn vị cá nhân đã bị kỷ luật, trong đó 3 tướng quân đội là lãnh đạo Học viện Quân y bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Điều đáng nói, 3 ủy viên Trung ương Đảng cũng vướng vòng lao lý liên quan đến những sai phạm trong vụ Việt Á, đó là các ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Hồi tháng 2 năm 2020, ông Chu Ngọc Anh, khi là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã phê duyệt đề tài nghiên cứu với kinh phí gần 19 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp. Ông này bị cáo buộc trong việc giao quản lý sử dụng đề tài đã vi phạm pháp luật. Việc này gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Còn cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cho là lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định trong việc cấp số đăng ký lưu hành, cũng như việc hiệp thương giá mà kiểm tra giá hiệp thương. Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Văn Trịnh khi bị bắt đang cũng là trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái pháp luật. Quy mô, tính chất của vụ án Việt Á được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử tố tụng. Nói về việc xử lý vụ Việt Á tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 17 tháng 8 năm 2022, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh, đây là vụ án mang tính chất điển hình về tham nhũng tiêu cực có hệ thống tổ chức. Trong đó, điển hình về quy mô từ cơ quan bộ ngành trung ương có liên quan đến địa phương mà không dừng ở cấp tỉnh thành mà cả ở cấp cơ sở. Ở giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nhất, công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã nhận được không ít sự hậu thuẫn của Liên Bộ Y tế và Khoa học Công nghệ.
Trong gần 2 năm, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, Việt Á đã cung cấp hàng triệu kit test cho các bộ ngành trung ương cùng các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC và đối tác ở hơn 60 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Để trục lợi, Phan Quốc Việt đã thông đồng, móc nối và sẵn sàng chi đâm hoa hồng, lại quả cho nhiều cá nhân, đơn vị 800 tỷ đồng là số tiền lại quả mà Việt khai với cơ quan công an. Các bị can tại công ty Việt Á dùng nhiều phương thức để chuyển tiền cho lãnh đạo CDC một số tỉnh thành, có cả chuyển qua tài khoản chính chủ và tài khoản nhờ của người nhà như vợ, mẹ vợ, em vợ của người nhận và cả đưa trực tiếp bằng tiền mặt. Nói đến đại án Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an nhận định đây là vụ án rất phức tạp, gây rất nhiều bức xúc trong dư luận. Ông cho biết rất nhiều bị can đang trong vụ án đều là cán bộ, đảng viên lãnh đạo. Họ đã lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm các quy định về đấu thầu, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri hồi tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn chứng vụ Việt Á và việc kỷ luật hai ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long để minh chứng cho công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện tiến hành kiên trì nhân văn, có lý có tình, làm bài bản, hết sức thuyết phục. Khi ấy, Tổng Bí thư khẳng định dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng chúng ta vẫn kiên quyết xử lý. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra, kỷ luật đảng làm trước, kỷ luật hành chính tiếp theo, rồi mới đến kỷ luật hình sự, gần như là thành lý luận về phòng chống tham nhũng, thành bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt. Dù rất đau xót và không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, song người đứng đầu đảng nói rằng việc này buộc phải làm, phải cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hồi tháng 11 năm 2022, người đứng đầu đảng lưu ý các hành vi tham nhũng tiêu cực ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường hơn, không chỉ một vài cá nhân vi phạm mà đã có nhiều tập thể vi phạm, hình thành các nhóm lợi ích, không chỉ làm thất thoát tài sản của nhà nước mà còn mất nhiều cán bộ, làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan điểm xuyên suốt được người đứng đầu đảng nêu ra là trong công tác phòng chống tham nhũng, không chỉ kêu gọi xuông, giáo dục tư tưởng xuông, mà phải bằng luật pháp, phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế luật pháp. Theo Tổng Bí thư, giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn, để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Lê Như Tiến nhìn nhận, đại án Việt Á gây chấn động xã hội, bởi trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, toàn dân đang lao đao vì đại dịch, những công bộc của dân lại bất chấp để vơ vét trục lợi trên sức khỏe nhân dân. Theo ông Tiến, Việt Á là vụ án tham nhũng tiêu cực, có hệ thống, quy mô lớn trải dọc từ trung ương đến địa phương, thậm chí xuống tới cả trung tâm kiểm soát bệnh tật của rất nhiều địa phương. Hàng trăm cán bộ bị xử lý trong vụ việc này, theo cựu đại biểu Quốc hội là bài học đắt giá và sự răn đe mạnh mẽ cho những người manh nha có ý định tham nhũng. Ghi nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng mà đứng đầu là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tiến cho rằng để công tác này hiệu quả hơn cần kiểm soát chặt chẽ quyền lực, bởi một khi quyền lực bị tha hóa sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Giao quyền lực cho cán bộ mà thiếu đi cơ chế kiểm soát sẽ dẫn tới tình trạng lạm quyền lộng quyền, nhiều cán bộ trượt dài theo sai phạm. Ông Lê Như Tiến nói và dẫn chứng thực tế vừa qua đã có rất nhiều lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương bước chân vào sai phạm và bị kỷ luật, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Gốc rễ vấn đề, theo ông Tiến, nằm ở công tác cán bộ. Như Bác Hồ từng nói, mọi công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải tuyển chọn được cán bộ có đủ tài và đức, sắp xếp, bổ nhiệm đúng vị trí việc làm, đặt họ vào đúng ghế. Từ thực tế thời gian qua, các cơ quan đã phanh phui nhiều vụ án lớn có sự bắt tay, cấu kết giữa cán bộ nhà nước và doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội. Tiến sĩ Trần Không Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhìn nhận, cần chú trọng công tác phòng ngừa hơn là việc xử lý hậu quả khi các vụ án xảy ra. Dẫn chứng ngay từ đại án Việt Á, ông Phàn nêu bối cảnh, vụ án xảy ra khi cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, nhưng nhóm lợi ích công tư vẫn ngang nhiên bắt tay nhau để cấu kết vơ vét trục lợi, bất chấp tất cả để tham nhũng. Điều đó cho thấy, cái gốc quan trọng là làm tốt công tác phòng ngừa để cán bộ không dám tham nhũng. Ông Phàn cho rằng, chúng ta đã đấu tranh quyết liệt, nhưng công tác phòng ngừa lại chưa thực sự hiệu quả. Khi vụ án xảy ra và gây nhiều hậu quả nặng nề, dù chúng ta có xử lý nghiêm, theo vị đại biểu Quốc hội thì đó cũng chỉ là xử lý phần ngọn.
và điều quan trọng hơn là làm từ gốc, có cơ chế kiểm soát quyền lực cùng hệ thống pháp luật chặt chẽ để cán bộ không thể không có điều kiện tham nhũng. Ông Phàn kiến nghị đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như việc sử dụng và quản lý cán bộ, cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Nhìn nhận từ khía cạnh luật pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá hệ thống pháp luật vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng, nhất là những chồng chéo xung đột giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng quy hoạch. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vi phạm liên quan đến đấu giá đấu thầu, quy hoạch đất đai, tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp như vừa qua, khiến không ít cán bộ và cả những lãnh đạo cấp cao bị xử lý. Từ thực tế đó, ông Phàn kiến nghị cần nhận diện lại những thủ đoạn phạm tội, rà soát lỗ hổng của luật pháp để rút ra những bài học trong kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng nhằm đưa ra giải pháp sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bịt kín mọi lỗ hổng. Song điều quan trọng nhất theo ông vẫn là yếu tố con người và công tác cán bộ. Bởi dù pháp luật có thể còn thiếu cơ chế, nhưng nếu một cán bộ tốt sẽ không bao giờ lợi dụng điểm khuyết ấy để vi phạm. Thay vào đó, họ sẽ có đề xuất kiến nghị sửa đổi. Bởi lẽ đó, quan trọng nhất vẫn là công tác cán bộ, là kiểm soát quyền lực quan chức, theo lời ông Phàn. Phó Chủ tịch Hội Luật gia phân tích, tội phạm tham nhũng thường có tính ẩn rất cao. Chủ thể thực hiện tội phạm này là những người có chức vụ quyền hạn, có trình độ cao và hiểu biết pháp luật, có nhiều mối quan hệ xã hội nên việc đối phó không dễ dàng. Bởi vậy, ông ghi nhận rất cao việc thời gian qua, các cơ quan đã phanh phui nhiều vụ án lớn, phát hiện và xử lý được những hành vi đưa và nhận hối lộ. Để kiểm soát quyền lực tốt hơn và có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới, ông Phàn nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả của các cơ quan tư pháp, từ công an, viện kiểm sát đến tòa án cùng hệ thống các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng ở trung ương và địa phương. Vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao cơ chế hiện nay, khi phát hiện cán bộ có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực, quy trình xử lý từ xem xét kỷ luật đến khởi tố điều tra của các cơ quan chức năng rất nhanh chóng, đồng bộ, thậm chí thực hiện khởi tố, điều tra đồng thời việc xem xét kỷ luật hoặc như vụ Việt Á là khởi tố trước, xem xét kỷ luật sau. Việc này khắc phục được những hạn chế tồn tại trước đây khi quy trình xử lý qua nhiều khâu, nhiều bước, kéo dài, khiến việc xử lý cán bộ sai phạm không dứt điểm. Thậm chí có những trường hợp đến khi ra được quyết định khởi tố thì đối tượng đã bỏ trốn và tẩu tán hết tài sản.